Vĩnh Hy được biết đến là một trong bốn vịnh biển đẹp và hoang sơ của nước ta với vẻ đẹp hữu tình nguyên sơ. Diễn viên Dương Thanh Vàng và Gia Linh có cơ hội trải nghiệm lặn biển ngắm san hô cũng như thưởng thức những đặc sản của Vĩnh Hy. Mời quý vị đón xem hành trình này trong chương trình Việt Nam Mến Yêu, được phát sóng vào lúc 19:50 thứ Bảy ngày 23 tháng 12 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.